nay mình sẽ sản xuất người que chiến đấu với Hà Sang các bạn ơi. Đối thủ này rất là đặc biệt đấy. Đây, đội hình của mình đang có hai người đào vàng. Bên này xem nào. Wow, đội của Hà Sang kìa cũng có hai người đào vàng, nhưng có một hai người cầm kiếm. À, ba người cầm kiếm. Hà Sang đã cho người cầm kiếm lên, mình cũng phải gọi người cầm kiếm bên mình ra. Ui các bạn ơi. À, người cầm kiếm của Hà Sang đang chiến đấu với những người cầm gậy của bên mình các bạn ơi. Nào nào, rồi gọi những người anh em đào vàng ra. Nào, bên này hai người cầm kiếm của Hà Sang đang chạy sang nữa. Cầm nắm rồi chiến đấu đi. À, bị zombie của mình đuổi các bạn ơi, chạy cái khói về này. Trời ơi, chạy à, nhưng mà không chạy kịp đâu. Rồi thôi các bạn ơi, hỏng rồi, zombie của mình bị những người cầm kiếm bên Hà Sang quay rồi. Ok rồi, mình đã gọi được rất là nhiều anh em cầm kiếm ra đây nè. Thấy chưa? Nào, sang đây tấn công. Sang đây, chiến đấu đi, đúng rồi. Ok, tấn công đi. Hà Sang đâu, cho hết sang đây, mình không sợ. Lại bị zombie của mình đuổi, chạy đi khói các bạn ơi. Ok, nào, bướng nè. Ôi xoài. Nào, mình sẽ gọi thêm anh em đào vàng nè. Mình có 1, 2, 3, 4 người. Anh em đào vàng các bạn ạ. Bên này Hà Sang chỉ có 2 người thôi. Ok, mình sẽ gọi thêm anh em ra. Úi giời, Hà Sang cho sang tấn công, thấy anh em của mình đông quá lại cho chạy về các bạn ạ. Ok, rồi, mình sẽ cho tấn công các bạn ơi. Anh em của mình nè, nào, úi giời, bị Hà Sang, người của Hà Sang bị anh em mình đuổi chạy cháy khói này. Ok, rồi, bạc đi, đúng rồi, bạc nào. Rồi hai bên đội đen và đội đỏ đang quần nhau, đang chiến nhau, đang đánh nhau rất là các con. Ui các bạn ơi, kìa Hà Sang có cái tượng phù thủy mắt kìa, các bạn nhìn thấy không? Té ra hai cái tia kìa, ghê đấy. Wow, ghê quá luôn. Được, nhưng mà không sao các bạn ơi. Anh em của mình đang bào mòn cái trụ của bên Hà Sang rồi. Chuẩn bị to đi nè, xem đây. Hà Sang à, rồi. Nhìn này, anh em của mình sang rất là đông nữa. Ok, đội quân Hà Sang ra đã bị tiêu diệt hết luôn. Nào, rồi, thành, victory, trận đầu tiên. Tiếp theo trận đấu thứ hai, bên mình nè, rất là nhiều anh em đào vàng. Bên này xem, sang bên Hà Sang cũng rất là nhiều anh em đào vàng. Wow, bên Hà Sang chưa gì đã có một người cầm kiếm chạy sang kìa. Ok, mình phải gọi ra đấy để bảo vệ những người cầm kiếm các bạn ơi. À quên, bảo vệ những người đào vàng của bên mình. Ok rồi, nào, hai bên bây giờ đang tranh nhau đào vàng tích cực đào vàng đi. Ok, chưa gì đã chiến nhau rồi các bạn ơi. Đấy, ghê quá. Ui, nhưng mà không sao, bên mình có những anh em cầm cung đã ra rồi. Ok, nào, tiến công đi. Anh em ơi. Nào, ra đi, bảo vệ những người đào vàng nào. Đây, một đội quân cầm cung đã ra rồi. Ngon. Tèng. Nào, ra nào, đúng rồi. Rất là nhiều tiền luôn. Đây, bên này xem nào. Wow, đi kìa, Hà Sang đã triệu hồi ra được một cái anh cầm trái tim các bạn ơi. Vũ hồng luôn, đúng thật là con gái thích màu hồng đấy, gọi luôn được anh màu hồng ra. Rất là ghê gớm. Ok, rồi, nhưng mà đã bị tiêu diệt rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn đi tấn công nào. Anh em ơi, tấn công lên, phá trụ tượng đài. Wow, Hà Sang ghê đấy, triệu hồi được một người khổng lồ ra này, nhưng mà đã bị tiêu diệt rồi. Ok rồi, 5.000 anh em cầm cung đầu ra tiêu diệt trụ của Hà Sang đi. Mưa tên kêu. Wow, trụ Hà Sang đang bị bào mòn. Một cái trụ cầm một thanh kiếm rất là dũng sĩ các bạn ơi, nhưng mà zombie của mình đang bỏ đấy. Wow, sao mà gọi nhiều quân thế. Ok, mình phải gọi thêm anh em ra thì mình chống đỡ được. Được rồi, quân của Hà Sang đã bị tiêu diệt rồi các bạn ơi. Nhìn kìa, mặt đất màu đỏ lòm luôn. Rồi, chuẩn bị chiến thắng tiếp. Cố lên. Yeah. Tang, victory,
trận thứ 2. Ok, trận thứ 3 nào các bạn ơi. Rồi, bên mình bây giờ chưa có ai, sang bên này xem. Cái gì trên này? Ui, Hà Sam chưa gì đã gọi được người khổng lồ. Mình cũng phải gọi nha. Gọi 500 anh em ta. Gọi được một cái người cầm thương ra này. Được lắm. Rồi, tiêu diệt đi. Ghê đấy. Chưa gì đã gọi được rất là nhiều anh em. Còn hai người khổng lồ nữa này. Một đám anh em cầm kiếm màu đỏ luôn. Ghê đấy. Rồi. Bạn ơi, cố gắng lên anh em ơi, cố gắng lên. Wow. Tiêu diệt đi. Ra nào. Những người kia ghê quá luôn. Chưa gì đã tấn công chủ của bên mình rồi. Hỏng các bạn ơi, hỏng. Anh em ơi, mạnh mẽ lên, cố gắng lên. Rồi. Mạnh mẽ lên. Rồi. Đội quân bên kia đang rút rồi các bạn ơi. Thấy anh em mình gọi ra đông quá, sợ té khói ra quần, chạy về rồi. Nhưng mà làm sao mà chạy được? Cái mũi tên do anh em mình bắn ra rồi. Được lắm, Hà Sam. Wow, gọi được một phù thủy nữa kìa. Bên Hà Sam triệu hồi ra. Ghê đấy. Chưa gì. Các bạn ơi, nhìn này. Có một zombie sắc sống đang tiêu tấn công những người của Hà Sam các bạn ạ. Hai người luôn. Rồi, nhìn này, anh em mình. Rồi, mình sẽ gọi Đào Vàng ra để lấy thêm tiền này các bạn ơi. Đào Vàng đi, đấy. Rồi ôi, một đội quân cầm cung của mình đã thủ sẵn ở đây rồi. Bây giờ Hà Sam cực của ai sang để không bị tiêu diệt hết. Ok, đấy, như này. Phèo. Ui, đầm. Các bạn ơi, sao những người đào vàng của mình sang tận bên này để đào vàng các bạn ơi? Bên này hết vàng, phải sang để ăn trộm bên này các bạn ạ. Nhưng mà sang bên này đã bị quân của Hà Sam tiêu diệt, bị hẹp mất rồi các bạn ơi. Ok. Hai người khổng lồ luôn. Mình thì toàn những người cầm cung bé tí bằng ngón út thế này thôi các bạn ơi. Wow, không biết mình có thể chống đỡ được không. Nhưng mà mình sẽ gọi thêm thật nhiều ra. Tuy anh em mình nhỏ nhưng mà đông kiểu gì chả giành chiến thắng. Như kiểu con kiến đấy các bạn. Con kiến tuy nhỏ nhưng mà đông. Đấy. Ok. Nào. Rồi. Ra đi. Đông chưa? Sao bên này xem. Phải luôn quan sát xem Hà Sam sản xuất ra những người như nào, triệu hồi ra những người gì để mình còn biết được mà chống đỡ. Ok. Nào. Rồi, bây giờ thì anh em của mình đông rồi đấy. Mình sẽ cho đi chiến đấu các bạn ạ. Xem nào, mình có thể giành chiến thắng trước ba người khổng lồ siêu to của Hà Sam và rất là nhiều những người bé tí ở đằng sau không. Ok, tấn công đi. Ui rồi các bạn ơi. Tấn công đi anh em ơi. Những người khổng lồ của Hà Sam đứng im kia cho những người của mình bắn. Thấy bị tiêu diệt, ba người khổng lồ đã rút hết rồi. Bây giờ anh em của mình đã tấn công chủ của Hà Sam rồi. Cố lên. Cũng triệu hồi được mấy người cầm cung đứng ở đằng sau bắn mình, nhưng mà không ăn thua. Rồi, cố lên, mình cần victory rồi các bạn ơi. Bây giờ gọi một đàn đàn thôi. Nhưng mà mình đã phá tan tành chủ rồi. Victory. Ok các bạn ơi, vừa rồi thì mình đã triệu hồi rất là nhiều anh em cầm kiếm và cầm cung để chiến đấu với Hà Sam các bạn ạ. Và kết quả thì mình là người chiến thắng. Video của mình đến đây là tạm dừng. Các bạn xem video đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.